Cơ khí Quang Đông xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bác về cái dạng mái lợp ngói của nhà vườn nhé. Ở đây thì như các bác đã nhìn thì chúng tôi đã bỏ xong cái nóc nhé. Và hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bác về, chia sẻ với các bác về cái cách chia kèo từ đầu cho đến cuối. Đây, dạng nhà này là nhà 3 chữ A nhưng 1 chữ A thấp. Chữ A này nó thấp anh em nhé. Đấy nhé các bác nhé. Sau một thời gian thi công thì đội thợ của mình cũng đã thi công xong cái phần xà. Và đã chia khoảng cách của cái xà được một vế đằng sau nhé. Thì đây thì ở đợt trước ấy thì có mấy bác cứ hỏi là cái khoảng cách xà và cái hộp xà là bao nhiêu, độ dày là bao nhiêu. Thì ở cái video này em nói trực tiếp luôn là để cho các bác dễ biết. Đây thì ở cái kèo này nhé, ở cái kèo này thì là em dùng hộp 48 đấy, 40-80 đấy, 40-80, hàng của hàng Hòa Phát, dày là 1 ly 8. Đấy, thì ở đây thì cái khoảng cách nhà này đấy, cái chiều dài của cái nhà này là 13 mét. Thì cái khoảng cách em chia ra là 1 mét một xà nhé anh em nhé. Đây cái khoảng cách của cái xà là đây. Từ đây. Đấy. Khoảng cách xà là một vừa tròn 1 mét anh em nhé. Đấy anh em. Đấy, thì là khi anh em lấy được cái nóc trên cùng kia rồi, cân được cái nóc trên cùng kia rồi. Nó thẳng rồi. Thì anh em bắt đầu dàn kèo xà. Thì trong cái quá trình kèo xà nhé, thì khi đến mà anh em đo cái chiều dài của nhà nó bao nhiêu anh em chia luôn. Thì anh em chia cho em cái đố, chia cái những cái đố này. Đấy, là cái khoảng cách mình định làm kèo bao nhiêu thì mình chia luôn. Mình chia luôn thì đến lúc gì mình làm thì mình không phải đo đạc gì nữa. Mình chỉ đo đạc ở vế dưới thôi. Đấy, thì là như thế thì nó lại vừa nhanh cho cái quá trình của anh em thi công. Đấy, thì khi anh em thi công thì là cứ đính vào những cái đố mà mình đính sẵn từ cái nóc mà lúc mình làm cho người ta bỏ nóc ấy, là làm sẵn như thế, xong rồi đến lúc gì là mình dàn xuống thì đến xuống dưới này anh em chạy cho em một cái, chạy một cái hộp này nhé, chạy một cái hộp móc ngói. Thì đây là cái móc ngói, hộp móc ngói này là hộp 40 vuông, 40 đều, dày 1 ly 4. Càng móc ngói này thì anh em cứ chơi hàng ly tư là thoải mái rồi. Đấy, thì là anh em đính một cái cây vào như thế này. Đấy, đính vào một cái cây như này xong rồi để anh em bắt đầu lấy phẳng. Thì ở đây thì mình chưa lấy phẳng, mình vừa mới đính xong. Thì là đây anh em nhìn nó vẫn còn võng vẽo, vòng vẹo kia. Nó vẫn còn chỗ cao, chỗ thấp hay là chỗ lượn, lung tung mù đấy. Đấy, thì là mình đính vào như này, mình hãm, mình chia cái khoảng cách để cho nó bằng ở trên kia đi, để định vị nó lại. Xong rồi bắt đầu anh em mới đi khoan, đục những cái chân này ra. Đấy, đục những cái chân này ra để anh em lấy phẳng. Đấy, thì là để anh em thi công xong là tí mình lại quay lại, lại quay cho anh em xem tiếp cái phần anh em làm phẳng rồi nhá. Đây anh em nhé, thì mình dàn xong khung cái xà để làm phẳng ấy, nó sẽ thẳng như thế này, cái vị trí này đây anh em nhìn nhé. Đấy, nó sẽ thẳng như thế. Thì là anh em lấy cái cửa ở dưới này, lấy được ở cái này văng cái này để lấy phẳng ở cái chân này xong thì anh em bắt đầu hàn đố để hàn cái kèo này, hàn cái kèo dưới này. Đấy, thì đây ở đây mình đã hàn xong cái kèo dưới rồi. Đây anh em nhìn đồ phẳng, anh em nhìn chưa, đồ phẳng rất đẹp. Đấy, đố thẳng tắp. Đấy anh em nhìn chưa, đố thẳng tắp, đố nó rất thẳng luôn. Đấy, thì là mình đã làm xong kèo của phần đằng sau. Xong cái phần kèo thì mình bắt đầu là đến cái phần cột trống. Đấy, thì là mình sẽ hàn xong cái cột trống, mình sẽ lại tiếp tục quay cho anh em xem. Đấy, thì là cái phần, ở cái phần kèo này mình sẽ quay, đợt này mình làm cái video này mình sẽ tách từng bộ phận ra để anh em dễ hiểu hơn. Thì mọi lần là mình không có thời gian nên là mình cứ làm xong rồi bắt đầu mình mới quay mình nói cho anh em, thì có khi rằng là anh em sẽ khó hiểu. Đấy, nên là trong cái video mà có chỗ nào mà anh em khó hiểu
hay là khó xem thì anh em thông cảm, vì là thời tiết nó cũng nắng nôi, mới lại quá trình làm nó cũng không phải là cứ thích ra quay là được, vì là nhiều cái nó ảnh hưởng đến cái công việc. Thì là mình sẽ dàn xong phần cột trống, mình sẽ lại quay tiếp tục cho anh em xem nhé.